Ồ, các con phải là người đi săn tìm. Đây là bản đồ kho báu nè Peppa. Và George có thể đội cái mũ cướp biển của ông. Xin chào thuyền trưởng George. Nhưng mà cái bản đồ này khó hiểu quá. Ba giúp con đọc được không? Tất nhiên rồi Peppa, bà rất giỏi xem bản đồ. Đúng là hơi khó hiểu thật. Heo ba à, con cầm cái bản đồ bị lộn ngược rồi kia kìa. Con cũng nghĩ vậy. Dễ thôi mà, dấu chéo chắc chắn là chỗ chứa kho báu. Vậy còn hai cây táo đó ở đâu trong khu vườn này? Con không biết nữa. Con có cần gợi ý hay không? Dạ có. Manh mối thứ nhất ở trong một cái chai. Nhưng cái chai đó ở đâu đây ta? Con thấy nó rồi. Peppa đã thấy manh mối đầu tiên rồi. Một lời nhắn trong một cái chai. Mọi người nhìn nè, cái chai nằm ở đây. Làm tốt lắm Peppa. Để xem lời nhắn nói gì đây nha. Nó là lời nhắn từ một cúp biển. Mẹ ơi, mẹ đọc lời nhắn của cướp biển giùm con được không? Nhưng chữ viết của cướp biển này xấu quá. Không đâu, chữ viết của cướp biển rất đẹp mà. Con không đọc được chữ nào hết. Cướp biển đã viết rất rõ ràng, hãy đi theo mũi tên. Đi theo mũi tên hả ông? George đã tìm thấy manh mối thứ hai rồi. Những cành cây ghép thành mũi tên. Nhìn kìa, nó chỉ đi hướng này. Peppa và George nhanh chóng đi theo mũi tên. Nhìn kìa George, một cái chìa khóa. Peppa đã tìm thấy manh mối tiếp theo, một cái chìa khóa. Làm tốt lắm Peppa. Bây giờ con chỉ cần tìm hòm kho báu nữa thôi, rồi mở nó ra là được. Con thích bánh kép lắm. Mọi người đều thích bánh kép. Biết không, anh là chuyên gia lật bánh kép đó. Cứ để cho anh làm. Anh có chắc không đó? Lần trước anh đã hơi bực bội khi làm cái bánh rớt xuống sàn nhà mà. Lúc đó anh không hề bực bội. Đó là tại vì cái chảo mà thôi. Mẹ ơi, hay để tụi con giúp mẹ được không? Nha mẹ. Được, con có thể giúp mẹ chuẩn bị bột bánh nè. Trước tiên chúng ta sẽ cho bột vào tô này. Bây giờ cho thêm một quả trứng. Rồi cho sữa vào. Xong rồi, mình sẽ trộn tất cả lên. Mẹ ơi, cho tụi con trộn được không? Được, tất nhiên là được Peppa. Peppa rất thích trộn bột. Và George cũng muốn trộn bột. Không chó, phải làm như vậy nè. Được rồi, trộn như vậy là đủ rồi đó. Bây giờ hai con ra bàn ngồi đợi mẹ chiên bánh nha. Bây giờ heo mẹ sẽ lật cái bánh trong chảo lại. Hoàng à! Em có thể tung nó cao hơn đó heo mẹ. Đợi tới lượt anh làm, anh có thể tung nó cao cỡ nào tùy anh. Cái bánh đầu tiên là cho George. Heo mẹ đổ thêm một chút siro lên bánh của George. Bánh thật là ngon. Cái bánh lần này là của Peppa. Em có thể tung nó cao hơn nữa đó. Anh sẽ có cơ hội tung cao cho mọi người thấy khi anh làm chiếc bánh của anh. Cho con siro nữa. Ngon quá. Peppa, con có thích cà chua hay không? Dạ có thưa ông. George, con có thích cà chua hay không? À, George, em ấy không thích ăn cà chua đâu ông. Vậy hả? Vậy hai đứa thích rau diếp hay không? Dạ có thưa ông. George không thích ăn rau diếp đâu ông. Được rồi, ông phải có cái gì đó cho George thích mới được. Con có thích dưa leo hay không? Vậy là George cũng không thích ăn dưa leo. Cậu ấy cũng không thích rau diếp. Và cậu ấy cũng không thích cà chua. Vậy George nè, con thích loại rau nào nhất vậy? Sô-cô-la.
Chó ngốc quá đi. Bánh sô-cô-la không phải là rau củ đâu em. Được rồi, có thể George sẽ thích những rau quả này khi chúng được làm thành món xà lách trộn. Cà chua với rau diếp và dưa leo mới hái trong vườn thiệt là ngon. Trước tiên phải rửa chúng cái đã. Peppa và George rất thích được giúp bà rửa rau quả. Có lẽ rửa như vậy là được rồi đó. Heo bà bắt tay vào chế biến cà chua, rau diếp và dưa leo thành món xà lách trộn. Heo ông ơi, ông gọi mọi người vào ăn trưa đi. Ăn trưa. Hôm nay heo bà làm món pizza cho bữa chính. Và đây là món xà lách làm từ cà chua, rau diếp và dưa leo được hái trong vườn của ông. Mọi người ăn trưa đi nào. George đã ăn xong pizza, nhưng George vẫn không thích cà chua hay rau diếp hay dưa leo. Cậu phải cúi đầu khi nói chuyện với mình đó. Xin chào công chúa tiên. Mình là y tá Suzy. Bây giờ cậu mở miệng ra và nói a đi. Nè. Còn mình là chú hề á. Vậy thì cậu diễn trò gì đi. Rebecca ơi, sao cậu mặc đồ y chang củ cà rốt vậy? Mình thích cà rốt mà. Không đi. Khủng long thì là đáng sợ quá. Lúc này Peppa đang ngắm nhìn mình ở trong gương. Gương kia ngựa ở trên tường. Thế gian ai đẹp được dường như ta? Là cậu Peppa. Miau. Chào cậu Peppa. Xin chào, hôm nay mình là một công chúa tiên nhỏ. Mình là phù thủy. Và mình có một cây đũa thần nữa nè. Mình cũng có cây đũa thần nè. Mình có thể biến cậu thành ếch. Mình sẽ biến cậu thành ếch luôn. Ôi trời, George bị hình phản chiếu của mình làm cho sợ. George đáng yêu. Đó chính là con ở trong gương thôi mà. Các con, đã tới lúc chúng ta chọn ra ai là người có trang phục đẹp nhất hôm nay. Chúng ta cần phải có giám khảo. Vì đây là buổi tiệc của Peppa, có lẽ nên để cho con bé được làm giám khảo. Mình là giám khảo, mình là giám khảo. Ba ơi, giám khảo là gì vậy ba? Giám khảo sẽ chọn ra người có trang phục đẹp nhất. Ôi, hay quá đi. Vậy là Peppa sẽ có quyền chọn ra người có trang phục đẹp nhất. Suzy, cậu cho mình xem trang phục của cậu được không? Nè. Mình là y tá Suzy, mình giúp cho mọi người khỏe hơn. Tốt lắm y tá Suzy. Tới Dandy. Mình là cướp biển đây. Ta muốn đến xem ngay căn phòng đầy những thứ của nữ hoàng và quốc vương ngày xưa. Wow. Khủng long. Nhưng George thì muốn thấy khủng long thật sự. Con đừng khóc mà George. Tiếp theo chúng ta sẽ đi xem khủng long. Peppa, đây đều là những đồ vật của nữ hoàng thời xưa đó con à. Xem nè, đây là ghế đặc biệt của nữ hoàng, được gọi là ngai vàng. Nó đẹp quá mẹ ơi. Còn đây là váy của nữ hoàng. Cái váy thật là xinh đẹp. Coi nè Peppa, đây là dương miệng của nữ hoàng đó con. Wow, thứ này đẹp quá đi. Mẹ ơi, vậy còn tivi của nữ hoàng đâu vậy? Thời đó họ chưa có tivi. Họ không có tivi sao? Nhưng họ có máy tính không mẹ? Không, họ cũng không có máy vi tính luôn con à. Vậy thì cả ngày họ làm gì đây? Mẹ ơi, nếu con là nữ hoàng, con có thể ăn bánh kem cho thật là thỏa thích. Và rồi Peppa lập tức tưởng tượng mình là nữ hoàng. Ngon quá đi. Người còn yêu cầu gì khác không, thưa nữ hoàng Peppa? Có, thêm bánh kem nữa. Dạ tuân lệnh. Chúng ta tiếp tục nào. Con tới liền đây. Bà ơi, con là nữ hoàng Peppa
đây. Khi nói chuyện với con, ba phải cúi đầu. Ồ, tôi thật sự rất xin lỗi thưa nữ hoàng cao quý. Công việc của ông là gì? Tôi là ba của ngài. Công việc đó chắc chắn rất thú vị. Phải, nó cực kỳ thú vị. Còn đây là phòng gì vậy ba? Đây là phòng của con khủng long. Phòng khủng long sao? Chó, đây là phòng khủng long đó em. Dáng người của ba không đẹp lắm ba ơi. Bụng của ba rất là lớn kìa. Nhưng ba rất là khỏe. Để ba cho con coi. Muốn ba làm động tác gì? Chạm vào gót chân như vậy nè. Dễ thôi. Ba ơi, ba không chạm ngón chân là ba không làm đúng đâu ba. Ba không có giả bộ đâu Peppa. Heo ba thật sự không thể chạm được ngón chân của mình. Trời ơi ba, như vậy không tốt đâu. Có lẽ ba cũng nên tập thể dục một chút mới được. Phải đó ba. Và ba sẽ bắt đầu từ ngày mai. Anh à, em nghĩ là anh phải bắt đầu từ bây giờ. Ba không cần phải lo đâu, con sẽ giúp ba mà. Thôi được Peppa, con có nhiệm vụ giúp ba tập luyện. Ba nên làm gì trước? Trước tiên ba phải tập hít đất. Dễ thôi. Một, hai, ba làm tốt lắm. Bây giờ con muốn ba làm 100 lần. 100 lần sao? Phải. Đi thôi các con, giúp mẹ làm bữa trưa nào. Anh cũng giúp mọi người. Không được đâu ba, ba còn phải ở đây hít đất 100 lần nữa đó. Một, hai, ba, bốn. Vậy là heo mẹ cùng Peppa và George ở trong bếp làm bữa trưa. Heo ba vẫn còn đang hít đất ở phòng bên. Ba đang làm rất tốt đó mẹ. Phải, nhưng mẹ hy vọng ba con không làm quá sức của mình. Để con ra đó xem. 14, 15, 16, 17. Ba phải hít đất chứ. Ba ăn gian quá đi. Trên tivi đã có một chương trình rất hay con à. Ba hư quá ba ơi. Có lẽ ba con sẽ làm tốt hơn với chiếc xe đạp tập thể dục này đó. Nhìn nó có vẻ vui đó. Anh có thể vừa đạp xe vừa coi chương trình tivi yêu thích. Có vẻ không ổn rồi, chiếc xe này ôm quá. Chó, chị chơi búp bê, em chơi khủng long nha. Cái gì vậy? Nó giống như một con quái vật kinh khủng. Khủng long. À, đó là một con khủng long. Cứu với, cứu với. Lúc này heo ba đang ở trong phòng khách để đọc báo, còn heo mẹ thì đang đọc quyển sách của mình. Hai đứa nhỏ đang làm gì vậy? Peppa, George, có chuyện gì vậy các con? Tiếng ồn gì vậy hả? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy chứ? Sao trong này ồn ào quá vậy? Và nhìn đống bừa bộn trên sàn này đi, lỡ có ai đạp trúng và bị thương thì sao đi? Có người đã đạp trúng và bị thương rồi đó. Ôi trời ơi, tội nghiệp cho anh quá. Được rồi các con, chúng ta hãy dọn dẹp chỗ này đi. Nhưng mà mẹ ơi, tụi con đang chơi búp bê và khủng long mà. Các con có thể chơi tiếp sau khi dọn dẹp. Nhưng đây là đồ chơi của em chót mà. Thật như vậy sao? Vậy cái váy đẹp này chắc cũng là của chót rồi. Dạ không. Trong đây cũng có một ít đồ chơi của con thôi. Được rồi, bà sẽ giúp chót dọn dẹp và heo mẹ sẽ giúp cho Peppa. Chúng ta thay đuôi nha ba. Đội con gái thay đuôi với con trai. Ý này hay đó, để coi ai sẽ dọn xong trước nha. Chuẩn bị, sẵn sàng, bắt đầu. Chúng ta sẽ thắng. Không đâu ba. Rồi. Cái gì đây? Gấu bông. Mình đã tìm cậu khách nơi. Nhanh lên Peppa, cho gấu bông vào giỏ đồ chơi đi con. Đây là cô Linh Dương, chính là cô giáo dạy lớp của heo Peppa. Xin chào. Đây là đứa em trai của mình.
George. Cô chào con, George. Mẹ. 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 Ước gì mình cũng có một cậu em trai dễ thương như George. Thật sao? Xin chào, anh là chó Danny. Đây là một con khủng long sao? Ừ, nó chỉ là khủng long đồ chơi thôi. Yeah, khủng long. Tuyệt quá. Khủng long. Khủng long. Oh, cô cũng sợ quá à. Em ấy tuyệt quá. Chó là em trai của mình. Em ấy rất tuyệt. Peppa cảm thấy tự hào về em trai George của mình. Bây giờ hãy cho George thấy chúng ta vẽ tranh như thế nào đi. Em ấy không giỏi vẽ tranh đâu cô. Vậy thì em sẽ giúp em ấy được chứ? Dạ phải, em vẽ rất giỏi. Em sẽ dạy em ấy vẽ một bông hoa. George, hôm nay chị sẽ chỉ cho em cách để vẽ một bông hoa. Đầu tiên em phải vẽ một vòng tròn lớn. Không George, em đã chọn sai màu rồi. Sau đó em hãy vẽ những cánh hoa. George, em vẽ sai hình rồi. Bây giờ em sẽ vẽ cành và lá. Hoàn thành rồi. Giờ tới lượt chị. Đây là váy của mẹ. Và đây là nón của mẹ. Heba ơi, giày của Heba đâu rồi? Bây giờ chị phải mang giày đây. Bây giờ chị phải trông thật đẹp mới được, giống như mẹ. Rồi Peppa tìm thấy hộp trang điểm của mẹ. À ha. Dạ một chút phấn nè. Đẹp lắm. Bây giờ tới son môi. Bây giờ heo mẹ trông thật là đẹp. Mình đi thôi nào heo ba. Đã tới giờ đi làm rồi. Lúc đó heo mẹ đang làm việc trước máy vi tính. Chào con Peppa, chào con George. Mẹ nói vậy là không đúng rồi. Peppa, mẹ chỉ chào thôi mà. Con không phải heo Peppa, con là heo mẹ. Phải rồi, tất nhiên. Xin chào heo mẹ nha. Xin chào. Và đây là heo ba. George. Được rồi, chào các anh nữa nha heo ba. Xin lỗi nha, giờ tôi có công việc phải làm. Alo. Phải. Tôi không làm cái này. Không, cảm ơn. Tạm biệt. Peppa rất thích khi đóng giả làm heo mẹ. Nhưng mà George thì thấy hơi buồn chán. Xin lỗi heo ba, tôi cũng gần sắp xong rồi. Rồi, đã xong. Chụp đi George. Ồ, quá rồi. George đã chụp được bóng. Hoan hô. Tốt lắm George. Bây giờ hãy ném bóng cho Peppa đi con. Ồ, thử lại đi. Ồ, thử lần nữa. George không thể ném trái bóng qua heo mẹ được. Cố lên George. Em ném bóng qua cho chị đi. Chót thật ngốc. Chị cũng làm được vậy. Peppa muốn bắt chước theo Chót, nhưng cậu ấy quá lớn nên bị kẹt lại. Mẹ đã có bóng rồi nè. Peppa, bây giờ tới lượt con ra giữa đi. Chót, chụp lấy. Hoan hô. Chụp được rồi. George, em ra giữa nha. George.
bóng đi chó. Chó cả, chụp đi con. Em chụp đi chó. Đây này chó. Ôi trời, Peppa, con không nên trêu chọc em chó như vậy. Xin lỗi chó. Có chuyện gì vậy hai đứa? Ba ơi, em chó còn quá nhỏ để chơi trò chú heo ở giữa. Ba nghĩ em còn đủ lớn mà. Không đâu ba, ba hãy nhìn nè. Chụp đi chó. Hoan hô. Ba không công bằng. Công bằng chứ con, ba chỉ giúp em chó một tay thôi mà. Tại đàn vĩ cầm khó chơi quá. Peppa, có lẽ con chơi trống thiết sẽ tốt hơn. Con cảm ơn ba. Nghe hay hơn rồi. Vậy là Peppa thích chơi trống. Ồ, hay lắm con à. Phải, nghe rất là vui tai. Đây là cái đàn phong cầm cũ của heo ba nè. Ba thường chơi cho heo mẹ nghe khi ba mẹ mới quen. Heo ba, anh vẫn nhớ bài này hả? Vậy là George cũng muốn chơi đàn phong cầm. Còn chắc không George. Đàn phong cầm khó chơi lắm đó. George, cây đàn phong cầm của ba cũng khó chơi giống như trống của chị vậy đó. Được rồi George. Có lẽ George còn hơi quá nhỏ để chơi đàn phong cầm. Ba ơi, ở trong hộp còn loại nhạc cụ nào nữa không ba? Còn cái tù và này. Cho con thử được không ba? Con cần phải thổi nó thật là mạnh. Có vẻ như không đúng cách rồi. Con thổi nó không được. Mẹ nghĩ mẹ từng thổi được nó đó. Tiếng này thật sự là không đúng. Chắc nó cần một người to, mạnh và có hơi dài như anh đây. Âm thanh này cũng không đúng luôn. Peppa nói đúng, đúng là không thể thổi được. Thôi kệ nó đi heo ba, cứ dùng đàn phong cầm, vì anh chơi nó rất là hay. Đúng là anh chơi đàn phong cầm khá tốt, bản thân anh cũng công nhận chuyện đó. Và em sẽ chơi vĩ cầm của mình. Con sẽ chơi cái trống này. Vậy là heo mẹ chơi vĩ cầm. Vậy con có muốn gieo hạt dâu tây hay không? Dạ con. Hạt giống này sẽ phát triển thành một cái cây dâu tây thật đẹp đó con. Trước tiên, hãy làm một cái lỗ nhỏ. Sau đó con gieo hạt giống vào, rồi lấy đất lấp lại. Muốn ông tưới thay cho con không? Dạ không, con muốn tự mình tưới nó. Tốt lắm, bây giờ chúng ta sẽ đợi nó nảy mầm. Peppa và George đợi hạt cây nảy mầm và lớn lên. Đợi nãy giờ rồi mà vẫn không thấy lớn. Con phải thật kiên nhẫn chứ Peppa. Nó cần có rất nhiều thời gian để lớn lên. Peppa, George, đã tới lúc về nhà rồi con. Nhưng tụi con đang đợi cây dâu của tụi con lớn lên. Con muốn ăn dâu tây với trà. Con đừng lo Peppa. Lần sau khi con tới thì cái hạt này sẽ phát triển thành cây đó. Và chúng ta sẽ có dâu phải không ông? Không phải rồi. Đi thôi Peppa. Thưa ông con về. Tạm biệt cây dâu nha. Heo ông chăm sóc cho cây dâu tây của heo Peppa. Sau nhiều ngày thì heo ông thấy một cái cây nhỏ đang phát triển. Ngày qua ngày cái cây càng lúc càng lớn hơn. Đến một ngày, heo ông thấy một thứ rất đặc biệt từ cái cây đó. Trái dâu tây. Ông ơi, tụi con tới rồi. Peppa và George lại tới chơi nhà ông. Ông ơi, cái cây của tụi con có lớn không? Có. Xem nè. Wow, dâu tây. Con cảm ơn ông rất nhiều.
khác được không? Không, Jocks. Trò này chỉ dành cho con gái thôi. Em chơi đồ chơi của em đi, Jocks. Peppa và Suzy muốn chơi một mình cùng nhau. Bây giờ mình sẽ là một cô tiên nhỏ. Bây giờ mình sẽ vẫy cái đũa phép của mình và biến cậu thành một con ếch xanh. Nhưng mà George không thích chơi một mình. George cũng muốn chơi cùng chị. Không, George. Chị đang chơi với Suzy mà. Em hãy đi chơi chỗ khác đi, George. George muốn chơi cùng với Peppa. Cậu ấy cảm thấy hơi cô đơn. George, mẹ cần con giúp nè. Mẹ đang định làm bánh quy sô-cô-la. Mẹ cần có người liếm sạch cái tô này. George cũng thích giúp mẹ làm bánh quy. Nhưng mà cậu ấy thích chơi với Peppa hơn. Mình muốn làm một y tá. Còn mình muốn làm một bác sĩ. Nhưng vậy ai sẽ làm bệnh nhân đây, Peppa? Chót ơi! Peppa và Suzy đều thích chơi bác sĩ và y tá. Mẹ! George cũng vậy. Peppa nghe lồng ngực của heo George. Nào George, em hít sâu vào đi, rồi ho ra. Hình như tim của em hơi bị lỏng một chút. Chị sẽ dán nó lại cho. Peppa, con có muốn vẽ mặt hay không? Dạ có. Con muốn làm một chú voi. Không được. Cô không biết cách vẽ con voi rồi. Cô có thể vẽ hổ thôi. Dạ được. Cô vẽ được không cô? Được rồi đó Peppa. Con đã là một nàng hổ rồi. Mình là một con hổ. George, con muốn trở thành gì nè? Khủng long. Là khủng long sao? À, hay là hổ đi được không? Cô rất giỏi vẽ hổ. Chị là hổ nè. Mình cũng vậy. Miau. Hổ đâu có sữa gâu gâu. Sao cậu biết vậy? Vì hổ là một chú mèo lớn mà. Miau. Và mình là mèo. Candy, cậu chỉ tụi mình cách làm hổ được không? Được thôi. Hổ sẽ rình rập con mồi từ từ như vậy nè. Sau đó sẽ nhảy ra. Và hổ thích tự liếm sạch toàn thân của mình. Nhưng hay nhất là khi mà hổ đang thấy vui thì sẽ kêu là. Xin chào các con. Ôi trời ơi, các con đều là hổ hả? Con đang dạy các bạn làm hổ đúng cách đó coi. Vậy các chú hổ nhỏ định làm gì tiếp đi? Hổ long. Phải rồi, chúng ta phải tìm bong bóng khủng long cho George. Mỗi đứa các con sẽ được một cái. Xin chào cô Linh Dương. Chúng tôi muốn vài quả bong bóng thưa cô. Tất nhiên là được. Tôi có rất nhiều màu nhiều hình đây nè. Để con lấy bong bóng hình ra được không cô? Được, của con đây Peppa. Con muốn bong bóng kangaroo. Bong bóng sư tử. Bong bóng khỉ con. Bong bóng chim vẹt. Được thôi, ở đây cô sẽ có đủ. Cô Linh Dương ơi, chúng tôi đang tìm một bong bóng có hình khủng long cho George. Mẹ ơi, hôm nay con cảm thấy không khỏe lắm. Ôi trời Peppa, con có vẻ không ổn. Con đừng lo, bà sẽ gọi cho bác sĩ gấu nâu. Alo, bác sĩ gấu nâu xin nghe. Thưa bác sĩ, Peppa không được khỏe lắm. Mặt con bé có đầy những nốt màu đỏ. Ồ, hãy đặt Peppa lên giường đi. Tôi sẽ lập tức tới đó ngay bây giờ. Bác sĩ gấu nâu tới để giúp cho Peppa khỏe lại. Chào con Peppa, con thấy trong người thế nào rồi? Con thấy không khỏe lắm. Bây giờ con hãy lè lưỡi ra đi nào. Đừng lo, không có gì nghiêm trọng đâu. Peppa chỉ bị bệnh phát ban thôi.
Con có cần uống thuốc không? Căn bệnh này sẽ tự hết nhanh thôi. Nhưng mà nếu con muốn, bác sĩ gấu nâu có thể cho con một ít thuốc để uống. Dạ được. Bác nói trước là nó không ngon lắm đâu nha. Hãy mở miệng ra nào. Yêu, thuốc ghê quá đi. Con rất dũng cảm khi chịu uống thuốc như vậy đó Peppa. Con bé phải nằm nghỉ trên giường. Tôi sẽ gọi lại sau để xem con bé khỏe hơn hay chưa. Người khác thăm Peppa được không? Được chứ, ai tới thăm cũng được. Bệnh này sẽ không lây đâu, đừng sợ. Tạm biệt. Tạm biệt bác sĩ gấu nâu. Mẹ ơi, con ra khỏi giường được không? Bác sĩ gấu nâu nói là con phải nằm trên giường nghỉ ngơi một thời gian đó Peppa. Như vậy thì chán lắm. Bác sĩ gấu nâu nói người khác có thể tới thăm con mà. Vậy Suzy có thể tới thăm con được không mẹ? Cừu Suzy chính là người bạn thân của Peppa. Mẹ sẽ gọi cho mẹ của cừu Suzy. Mẹ. Xin chào, tôi là cừu mẹ đây. Peppa nói chuyện với Suzy được không chị? Chào cậu Suzy. Mẹ. Chào cậu Peppa. Mình không được khỏe lắm. Mình có những nốt đỏ trên mặt. Bác sĩ đã tới khám chưa? Có. Bác sĩ gấu nâu đã tới đây. Bác sĩ nói mình không được khỏe lắm. Và nói mình thật dũng cảm.